Theo tìm hiểu, cô bé trong video được giới thiệu là Đỗ Thị Thúy Nga, sinh năm 2008. Tài năng trẻ này đã thực hiện 716 lần tâng bóng liên tiếp mà không cần đi giày. Trong khoảng thời gian hơn 7 phút, cô bé say mê làm tiếp cùng trái bóng khiến người quay video mãi mê xem mà đếm nhầm số lần tâng bóng. Không chỉ biết tâng bóng, Thúy Nga còn có khả năng biểu diễn cùng trái bóng. Cô bé thực hiện những động tác giống như các nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp. Chứng kiến năng khiếu của mầm non xứ nghệ này, cộng đồng mạng rất phấn khích và hy vọng đây sẽ tài năng mới của bóng đá nữ Việt Nam. Trong khi đó, tuyển thủ quốc gia Ngô Hoàng Thịnh cũng đã nhận lời đề cử cho câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh khi có cơ hội. Let's Club Us